Chiều ngày 26 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ gắn biển công trình trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Hội An, công trình chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Công trình trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Hội An tại số 485 đường Hai Bà Trưng, thành phố Hội An được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2021 trên khu đất có diện tích 300 m², quy mô 3 tầng với tổng diện tích xây dựng 450 m². Tầng trệt thiết kế không gian mở làm hội trường kết hợp tổ chức các hoạt động phục vụ đoàn viên và người lao động. Tầng 2 gồm 3 phòng làm việc và tầng 3 làm phòng họp kết hợp tiếp đón đoàn viên và người lao động. Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình hơn 5,2 tỷ đồng, trong đó tài chính Công đoàn Quảng Nam hơn 2,3 tỷ, tài chính Công đoàn Hội An hơn 2,3 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An mua sắm trang thiết bị 500 triệu đồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.